Chơi luôn à? Jackpot luôn à? Chơi lần đầu chưa? Bao nhiêu thì chơi nhỉ? Trông hơi lên hơi chậm. 10.000 à? 10.000 à? 29.500. Lâu lắm rồi không ăn jackpot. Bú. Ờ. Ai ăn mini đấy? Không phải tôi đâu đúng không? Gian man zít là thằng nào? Con game anh làm nhiều nhất là game gì á? Call of Dragon đấy mà. Má anh làm nhiều lắm. Anh vứt không gác ạ, à, vãi chưởng. Ấy có đủ không vậy? Thiếu tí sao ấy? Không PR, đợt đấy thích chơi thật mới nạp ấy. Kể cả PR, nếu mà không thích chơi tôi không nạp đâu. Tôi nạp ít. Nạp nhiều lắm. Con số lên đến mấy chục triệu. Thiếu 15 điểm à. Đủ chưa? Ui, vừa đẹp vừa khít luôn. Tạo cái gì nhỉ các bạn nhỉ? 3080 không tia TI của anh chiến A có ổn không? A là game gì nhỉ em nhỉ? Em nhỉ? Ui nhiều BP thế, để tìm Mononet. Tôi nhớ sự kiện gần nhất tôi chơi nó như nào rồi, nhớ mở như cái bìu luôn. Xong còn mất thua kéo anh Ben nữa. Đầu tiên. Đầu xuôi thì đuôi nó lọt. Đầu không xuôi rồi. Etiquette. Trời ơi, cộng 6 luôn. Đầu xuôi thì đuôi nó lọt. Phát. Đầu không hề xuôi nha. Ui gói mới, thẻ mới này. ZNM là gì? ZV Nevermind à? Ừ. Nếu mà mở đen thì gọi là phạn sự được khởi đầu nan. Còn nếu mở hay mở đỏ thì gọi là gian nan bắt đầu nản. À không, đầu xuôi thì đuôi nó lỏ. Làm tí VIP mà không cần VIP. Không cần VIP. Beckham. Không cần VIP. Được chưa? Không cần VIP. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Có gì giờ, có gì giờ. 100 cáp nhá, 100 cáp nhá. Cáp thì ai ngon nhỉ? Lewandowski, mắc chỉ số cho tôi. Steven Gerrard. What the fuck? Who? Nhìn thế. Comment. Team color Everton là ngàn thế không thích rồi đấy. FA, ôi 98 cộng 98 cộng. Nay ra Icon The Moment mâm G8 trong tháng này luôn anh. Thôi, đợi khi nào cưới tôi đập CDM. Sao bỏ lại người Thổ Nhĩ Kỳ. What the fuck. Lại 115. Oscar. Oscar này đẹp nhỉ, sao mặt giống Mark Alistair vậy ta. Mà đá cho Dortmund à? Sao tôi không biết nhỉ? Đây này, đây là LNO. Ở oh, đây đây, FL. FL, FL. Hình chặt FL. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Ai FL ngon nhỉ? Messi FL. Messi FL. Người Đức rồi. CM. Ai nhỉ? Em đừng em đây chan là được. Ủa? Sao rẻ đấy? Sao rẻ đấy? Anh tìm cơ lơ MU của rẻ đấy. Bắt chiên sử dụng White Tiger. No 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 no. Min của Min. Lerner. Please.
BTP rồi. Hà Lan. Hà Lan, yêu linh Hà Lan. Trời sinh Hà Lan còn sinh Sosa. Ôi sắp hết, cảm giác sắp hết sự kiện rồi vậy. À đây còn Nostalgia này. Roberto Baggio. Roberto Baggio Serie A. Roberto Baggio. Người ý. Ai vậy? Torres à? Cảnh đây. Idol của tôi. Trời ơi, Serie A vẫn lòi ra được ông Torres vậy. Ông đá C Milan là cay chết nhờ. Chỉ số 116 đã được. Ờ, con Nostalgia này hồi xưa tôi dùng nhiều lắm nha. Dùng một thời gian gọi là khá là dài đấy. Thôi được rồi. Món ngon mình để cuối cùng. Món ngon mình để cuối cùng đây. Đây này. Ui. Sao không phải là anh Bảy? Một 120 là thôi xóa game luôn này. Ít nhất 123 là chứ. Ai? Essien. Chỉ định Essien à? Nay xem anh Kombuka ấn vào stream anh Kombuka đúng lúc anh mở ra con này. Hết rồi á? Không sao, nhưng mà ít ra được 1000 tỷ nên không sao. Đỡ đỡ tí. Trong vánh vậy. Ê, còn có này. SK gần ngon. Ê, 58. Thật tài. Ba mươi sáu gói này ra anh Bảy. Thật đẹp. Ơ kìa, sao mở được có 19. Mở sự kiện gì mở cao nhất là 120 là sao? Bởi vì anh cũng muốn free. Không phải đi luôn. Không một nối tiếp. Quan trọng là bé nụ của tôi về. Darwin Nunez, cầu thủ thuận ba chân. Hết tiền luôn. Adnun cộng 1 rất bẩn à? Được rồi. Nếu mà bạn cảm giác cộng 1 quá bẩn thì tôi cho cộng 10 vào. Được chưa? Hay các bạn thích cộng 9? Được chưa? Test một trận ăn từ từ đọc thẻ đã. Đến bao giờ mới đủ phôi đập dê ra các bạn. Cuối mẹ được cộng 10 dùng các bạn. Khó. Alisson Becker. Nên cộng 9 lần chọn lên cộng 10. Yeah. Vâng. Đập nốt con này đi. Hết tiền. Yeah. Em có, anh còn cần con nào live the moment nữa không anh á? Đẹp. Có những con nào nhỉ? Litmanen Zibanez có rồi cơ. Ui, Zibanez này được cộng 5 dễ này các bạn. Ui, anh em có con này không bán tôi đấy. Tôi hết tiền.
Litmanen. Lương 29 à. Ủa làm một đội hình full Icons the Moment cũng được ấy nhỉ. Tôi có in rớt rồi. Chứ có bạn tặng Kenny Douglas này. Sao tôi không bao giờ mở ra được Icons the Moment nhỉ. Bông Mai mở ra gì á, Bông Mai chả mở ra gì cả bạn ạ. Các bạn hỏi tôi câu đấy là tôi đúng kiểu tôi không biết trả lời cái gì luôn. Mở ra gì? Có mở ra gì đâu. Chơi sự kiện FC Online thật tuyệt, mở ra xong như không mở luôn. Sự kiện ngon mà. Không ngon anh ơi, chỉ số cao nhất em mở được là 120. Ngon tùy người. Cứu nổi. Đặc biệt nhìn này. Ơ sao cái này của tôi nó cứ bị nhảy về 52 nhỉ? 39 tốc độ. Hay tại setting trong game ta? Đợi em tí anh ơi, em mở vào nick cần lứng, lứng quá.